Chào mọi người ha, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop HP Dragonfly. Con này là vô cùng đẹp mọi người, cái màu đã đẹp, sang trọng, đẳng cấp rồi mà cấu hình cũng rất là cao luôn. Thêm nữa là cái kiểu dáng cực kỳ đẹp, sang trọng cực kỳ luôn mọi người ha, rất là đẹp, chi tiết. Cái này thì màn hình cảm ứng có thể gập 360 độ, kiểu dáng vô cùng đẹp, mỏng dánh luôn mọi người. Các ngõ kết nối nè, đầy đủ ngõ kết nối nè, Type-C rồi ha. Type-C, nút nguồn, USB. Mình mở bên trong cho mọi người xem. Cái này thì có thể cảm ứng gập ha. Đây, đầu tiên là nhìn thấy cái phím của nó là đã mê rồi mọi người. Phím rất là đẹp, màu xanh, sang trọng lắm luôn á mọi người. Màn hình thì gập cảm ứng như thế này. Tại vì đây là ban ngày ở ngoài trời, khi mà nhìn bình thường thì dễ, nhưng mà khi mà view lên cho mọi người xem cái cấu hình hay màn hình thì nó hơi bóng. Cho nên là mình không có view rõ, tí nữa mình sẽ đem vào nhà mình view, mình đem ra ở ngoài cho mọi người thấy được là cái màu sắc nó như thế nào nha mọi người. Ở đây nó là đẹp tuyệt vời, rất là đã luôn. Rồi mọi người ha, vào bên trong để mà mình sẽ quay cho mọi người cái rõ cái cấu hình. Màn hình là 13.5 inch nha mọi người. Bình thường cái 13.3, còn cái này là 13.5. Màn hình rất là đẹp, Full HD, đẹp lắm, màu sáng, độ sắc nét rồi rất là đẹp. HP Elite Dragonfly nè mọi người, cái tên rất là hay luôn. i7-8565U mọi người ha, i7 thế hệ 8. Đây, i7 thế hệ 8 nó 2.0 ha. RAM 16GB nha, những cái dòng này mà RAM cao là rất là ok luôn. Mình đỡ phải nâng cấp. SSD là 512. Mà cái này là nó có một cái này là cái bộ nhớ đệm hay gì mình không biết nữa, nó có thêm một cái 32GB ở đây nữa nè mọi người. Cái này thì nó là 512 cộng với 32GB á, mình cũng biết là cái này là nó nằm trong máy hay như thế nào mình không biết, nhưng mà về là nó zin là như vậy luôn mọi người, 512 cộng với 32. Như vậy ha. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết, tại vì cái này là nó dạng như nó gương, nó hơi soi vào cái khuôn mặt cho nên là kỳ, như mình quay cái video nó chỉ có nghiêng 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 như vậy thôi nha mọi người. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Giờ chỉ đi soi cái điểm yếu là cái chỗ xấu của nó như thế nào thôi và báo giá. Còn zin là zin đét 100%, không có sửa chữa gì hết nha mọi người, nguyên zin. Đây là chỗ này nó hơi chày nè mọi người, có chày nhẹ. Chày nhẹ và ở phía dưới này là nó có mòn một chút xíu. Ở phía dưới này có mòn một chút xíu. Đây ha, tí thì ti thôi, cũng không có đáng kể gì đâu. Đó mọi người, cái màu quá đẹp luôn, cái màu đem ra ngoài thực sự là người khác phải ngước nhìn cái laptop của mình luôn á mọi người. Đây ha, có chày hai chút xíu chỗ này, chứ còn lại là mình thấy là tương đối đẹp. Kèm sạc pin trên 3 giờ ha. Nút nguồn đây, chi tiết thì nãy mình có quay ở ngoài cho mọi người xem rồi đó, rất là ok luôn. Và mình báo giá mọi người với cái cấu hình này, i7 nè, thế hệ 8, RAM 16SSD là 512 cộng với lại 32GB, thì giá của nó, con này chỉ có 10.8 triệu thôi nha mọi người. Máy kèm sạc zin, máy quá đẹp luôn. Ai mà cần một cái con máy mà vừa ấn tượng về cấu hình, vừa đẹp về cấu hình còn ấn tượng về cái ngoại hình, thì con này là cực kỳ ok. Cảm ơn mọi người nhiều ha, ai chốt thì inbox mình.